Thưa quý vị, thưa các bạn, Đảng bộ Bộ Công Thương vừa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Bộ Công Thương luôn bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, cùng với sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của Ban Cán sự Đảng bộ, đã lãnh đạo toàn Đảng bộ phát huy truyền thống đoàn kết với đội ngũ cán bộ đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ, lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo bộ, chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng chính quyền và nhiệm vụ chính trị được giao. Ban chấp hành Đảng bộ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng chương trình hành động và cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng sát với thực tế của bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong các cái nhiệm kỳ vừa qua và đặc biệt là nhiệm kỳ vừa rồi thì xây dựng Đảng có thể coi trên thực tế là một lĩnh vực nóng và một lĩnh vực có thể nói là rất sôi động trong các hoạt động của các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy bộ cũng như là đang chịu sự điều hành và chỉ đạo trong các cái hoạt động phối hợp của Ban Cán sự Đảng của Bộ Công Thương. Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua thì Ban Cán sự Đảng của Bộ Công Thương đã thể hiện được cái sự chủ động và cái tích cực cũng như cái tính trách nhiệm của mình trong khả năng quán xuyến rồi thì cũng như là tổ chức triển khai một cách đồng bộ và kịp thời ở tất cả các cái cấp, các cái lĩnh vực và đặc biệt là thông qua cái quy chế phối hợp công tác với Đảng ủy của Bộ Công Thương để đảm bảo cái vai trò lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện đối với lại các cái tổ chức Đảng trực thuộc. Mặc dù tình hình kinh tế nước ta chịu tác động của nhiều yếu tố bất lợi ở trong nước và trên thế giới, nhưng với sự nỗ lực của toàn ngành công thương, trong đó có các cơ quan đơn vị thuộc Đảng bộ, Bộ có vai trò quan trọng trong việc thực hiện chương trình cải cách hành chính của chính phủ, tái cơ cấu ngành công thương phát triển bền vững, thực hiện quy chế văn hóa công sở, kỷ cương, kỷ luật hành chính trong việc triển khai những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đã đóng góp vào việc duy trì tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế đạt mục tiêu đề ra, góp phần làm ổn định đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh. Đồng thời cùng toàn ngành góp phần tích cực vào việc đưa Việt Nam hội nhập sâu hơn với các quốc gia, khu vực và vùng lãnh thổ. Vị thế của Việt Nam ngày một nâng cao trên trường quốc tế. Tôi đánh giá rằng là cái vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và đảng viên trong các cái đơn vị, các cái tổ chức Đảng của chúng ta đã đóng một cái vai trò đặc biệt quan trọng trong cái việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của mình, đóng góp vào những cái thành quả chung của cả toàn ngành công thương của chúng ta. Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ, Bộ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm trên trước dưới sau, trong trước ngoài sau, học đi đôi với làm theo. Đảng bộ, Bộ căn cứ kết quả học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một trong các tiêu chí để đánh giá, phân loại đảng viên và tổ chức Đảng hàng năm. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn cho rằng cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Mà cái gốc của một cán bộ tốt phải bắt đầu từ tư tưởng chính trị đúng đắn. Do đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, Bộ Công Thương luôn đặc biệt chú trọng công tác chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua thì Đảng ủy Bộ thì đã chỉ đạo
tổ chức cho 100% các đảng viên để quán triệt học tập các nghị quyết, các chỉ thị của đảng cấp trên, cũng như là yêu cầu 100% các chi bộ cũng như đảng bộ cấp dưới phải thể hiện cụ thể hóa cái đường lối chủ trương trong cái chương trình hành động của cái đơn vị mình. Việc giáo dục chính trị tư tưởng này của đảng bộ trong toàn bộ cái nhiệm kỳ vừa qua thì đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là kim chỉ nam, là hòn đá tảng để giữ chặt cái định hướng đó từ trong cái suy nghĩ, hành động cũng như là đi đến cái mục đích cuối cùng để thực hiện nhiệm vụ công việc chuyên môn. Để có được những kết quả trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Bộ Công Thương xác định đúng và trúng những trọng tâm, trọng điểm trong từng thời kỳ để tập trung lãnh đạo, đặc biệt là xác định rõ chủ đề và phương hướng công tác hàng năm, chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, chủ động phối hợp trao đổi thông tin trong công việc, nhanh chóng kiện toàn cấp ủy phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của hệ thống hành chính. Trong không khí hân hoan của toàn đảng toàn dân, giữa màu cờ hoa rực rỡ của niềm tin và khát vọng, Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành theo phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển. Với chủ đề tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy ý chí khát vọng, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước,